tiếp theo của tập trước, Bảo Bảo liên tục trúng thưởng, bình nước nóng may mắn, đài radio, xe đạp, trên đường về, còn nhặt được bí ngô và khoai lang, và bắt được vài con thỏ nhỏ, được cả nhà khen ngợi, nhưng làm cho Vương Gia Lệ cảm thấy rất tức giận. Vương Gia Lệ cố ý thả lợn ra khỏi chuồng, nhưng lại đổ lỗi cho Bảo Bảo. Chính là cậu, chính cậu đã làm, tôi sẽ nói với bà và các cô chú, không phải tôi, khi tôi đi, lợn vẫn còn đó. Vương Gia Lệ đã kể chuyện này cho bà Vương và ba người cô chú. Bảo Bảo nhanh chóng bị mọi người mắng mỏ. Bảo Bảo ơi, sao con lại bất cẩn thế, con lợn này bán được tiền, là chi phí cả năm của chúng ta, mà cả gia đình này tiêu. Tôi đã nói con bé này mang xui xẻo, các người không tin đúng không? Bây giờ thì thấy rồi, cả năm này cả nhà chắc chỉ biết hít gió Tây Bắc mà sống. Bảo Bảo đã mất con lợn, phải bắt con bé và bố mẹ nó đền, còn không cả nhà mình ăn cái gì? Liệu con bé có đủ khả năng bồi thường không? Chắc phải đánh một trận nữa, để nhớ lâu những lời mắng chửi độc ác từ mọi người. Bảo Bảo sớm đã khóc, mấy bà cô nóng lòng muốn trừng trị Bảo Bảo. Dương Mỹ Quyên từ trong nhà chạy ra, đứng ra che chở cho Bảo Bảo. Đã là người lớn, làm gì có chuyện tức giận đánh mắng trẻ con. Vợ của thằng thứ tư, cô nói dễ quá nhỉ? Bảo Bảo đã làm mất con lợn của nhà chúng ta, cả năm của gia đình, chi phí đều mất hết rồi. Đúng vậy, cô có đủ khả năng bồi thường không? Không đánh con bé này một trận, làm sao giải quyết được cơn giận này? Con lợn bị mất, tôi sẽ bồi thường, đừng động vào con tôi. Lúc này, Gia Bảo cùng Gia Tài và bảy anh em cũng đứng ra bảo vệ Bảo Bảo. Các bà cô đừng bắt nạt em gái Bảo Bảo, chúng con sẵn lòng giúp em gái Bảo Bảo tìm con lợn đã mất. Đừng bắt nạt em ấy. Dương Mỹ Quyên hiểu rằng có lẽ con lợn chắc chắn là đã đi lạc, nên đã dẫn Bảo Bảo đi tìm con lợn. Bảy anh trai cũng giúp đỡ tìm. Mẹ ơi, tất cả là lỗi của Bảo Bảo. Bảo Bảo làm mất con lợn. Bảo Bảo ngoan, không sao cả, chúng ta chỉ cần tìm thấy là được. Trời sắp tối, có tìm thấy không? Chắc chắn là có. Dương Mỹ Quyên dẫn Bảo Bảo cùng bảy đứa trẻ tìm khắp nơi ở hợp tác xã Nam Bảo, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Bảo Bảo bắt đầu khóc. Lúc này, tiếng của chú Kỳ Bí lại vang lên. Bảo Bảo, em có sự may mắn, chắc chắn sẽ tìm thấy con lợn đã mất. Thật sự sao? Chắc chắn thế. Em hãy đi đến phía trước, đi vào trong khu rừng là sẽ tìm thấy. Cảm ơn chú. Bảo Bảo đi vào khu rừng, tiếng xào xạc vang lên từ phía trước, có vẻ như có gì đó đang di chuyển. Bảo Bảo chạy tới xem, con lợn nhà mình đang nằm phía sau bụi cỏ. Điều làm Bảo Bảo ngạc nhiên hơn là bên cạnh còn có một con lợn hoang cùng với ba con lợn con. Mẹ ơi, mau tới đây, con lợn nhà mình ở đây. Dương Mỹ Quyên và bảy đứa trẻ chạy tới, nhìn thấy một đàn lợn, họ ngỡ ngàng và trố mắt. Hai con lợn và ba con lợn con, chúng giá trị bằng chi phí của gia đình chúng ta vài năm. Bảo Bảo nhà chúng ta quả thật là một bảo bối may mắn. Em Bảo Bảo không chỉ tìm được một con lợn, mà còn đem về thêm một con nữa, cùng với vài con lợn con. Bà ngoại chắc chắn sẽ rất vui. Em Bảo Bảo thật là tài giỏi. Lần này các bà cô không còn gì để bàn cãi phải không? Chúng ta hãy nhanh chóng đưa hai con lợn về nhà. Bà ngoại và mọi người đang chờ đợi trong lo âu. Dương Mỹ Quyên và mấy đứa trẻ con dẫn hai con lợn về làng, trên đường gặp mọi người quen đều khen ngợi và tán dương, đặc biệt là mẹ kế trước đó Lưu Thùy Liên thể hiện sự ghen tị như muốn cắn răng. Điều này thật kỳ lạ, khi ở nhà của tôi chẳng thể tìm thấy một quả trứng nào, chỉ có mỗi cái nịt không á. Sang nhà người khác vận may lại tốt khó tin, trong khi ở khu nhà họ Vương mấy bà dì kêu ca, bàn tán và trách móc. Nếu nhà chúng ta năm nay không có gì để ăn, toàn tại Dương Mỹ Quyên, chính cô ấy mang về một xui xẻo, gây ra một đống rắc rối. Đúng vậy, con bé Bảo Bảo chính là một tai họa, ai gặp phải con bé đều xui xẻo. Lần này mất heo, xem mẹ con nó bồi thường thế nào. Nếu mẹ con bé ấy không bồi thường, thì đuổi họ ra khỏi nhà đi, không bao giờ được trở lại. Các người nên nói ít đi, việc mất heo ảnh hưởng đến cả nhà. Các người không lo đi tìm, nhưng lại ở đây chửi người khác. Mẹ ơi, bà phải nói công lý nha. Ai làm mất heo thì người đó phải tìm, không tìm về thì phải bồi thường. Đúng vậy, mất heo, chúng ta cũng là những nạn nhân mà. Nếu mẹ con cô ấy không tìm về thì đừng mơ về nhà. Cửa lớn nhà họ Vương từ từ mở ra. Dương Mỹ Quyên và Tiểu Bảo Bảo đang dẫn hai con heo và một số con heo con về nhà. Mọi người tại chỗ đứng đơ người. Bà Vương thậm chí còn phấn khích đứng dậy từ bậc thang. Vợ của thằng Tư, cái này là sao? Làm sao có nhiều heo thế? Tất cả đều là nhờ công của Bảo Bảo. Khi con bé tìm thấy heo, trước mắt heo nhà chúng ta còn có một con heo hoang, ba con heo con. Lần này nhà mình không phải lo thiếu thịt heo ăn nữa đâu. Bà ngoại, con heo đã tìm về rồi, bà đừng lo nữa. Ha ha ha, con gái nhà mình Bảo Bảo thật sự là may mắn quá đây, lần nào cũng mang về bao nhiêu điều tốt lành. Cảm ơn lời khen của bà. Thấy vậy, Lưu Thùy Phân vội thay đổi sắc mặt, nhanh chóng khen ngợi. À, Bảo Bảo nhà mình thật sự may mắn ghê, mất một con heo mà giờ lại đem về vài con, nhà mình thật là phúc đức, có nhiều heo như vậy, cho nhà cô dì một con được không? Thấy nhiều heo, Lưu Thùy Phân mặt phấn khích, muốn kiếm lấy chút lợi ích. Không ngờ chị dâu thứ hai là Vương Đại Nhi lợi dụng cơ hội nhanh chóng lên tiếng.
phơi bày mọi chuyện trước mọi người. À, chị dâu, vừa rồi chị còn mắng người ta, giờ lại đến nịnh bợ, đòi con heo con, chị không thấy xấu hổ sao? Chị cũng đừng giả làm người tốt, như chị vừa rồi không mắng à? Hai người chỉ biết lợi ích, theo tôi, chị nên cho tôi một con thôi. Ba người các chị không biết lo này, vừa rồi còn trách móc, mẹ con bảo bảo, bây giờ lại muốn lợi ích, tôi không cho một con nào. Mấy bà chị tức giận, cúi đầu xuống, không nói lời nào, bảo bảo mất con heo. Nhưng sau đó lại tìm lại nhiều con hơn. Chuyện về việc tìm lại mấy con heo nhanh chóng được lan truyền khắp làng. Hàng xóm đổ về xem và bàn tán, khen ngợi bảo bảo. Điều này làm Vương Gia Lệ tức giận. Con bảo bảo đáng ghét này lại tìm lại được heo, mà còn được mọi người khen nữa. Tức chết mất. Cô đợi đấy. Vương Gia Lệ giận dữ, định rời khỏi đám đông và về phòng, thì trong đám người, cậu bé hàng xóm Trung Minh Minh và Tống Linh Linh lại tiến đến trước mặt bà Vương. Bà Vương ơi, con heo nhà bà không phải bảo bảo làm mất. Ồ, thế là chuyện gì? Sáng nay chúng cháu tới chơi với bảo bảo, thấy Vương Gia Lệ mở cửa chuồng heo, heo chạy ra ngoài. Bọn trẻ đừng nói lung tung, chúng cháu cả hai đều đã thấy, không hề nói dối. Đám đông tức thì xôn xao, hóa ra việc mất heo không phải do bảo bảo gây ra, mà là tại Vương Gia Lệ. Con bé đó cố tình mở chuồng heo ra, muốn đổ lỗi cho bảo bảo. Trong một thời gian ngắn, tiếng trách móc và bàn tán không ngớt. Vương Gia Lệ xấu hổ lẻn ra khỏi đám đông, trốn về nhà. Lý Thủy Phân cũng không giữ được thần thái, vội vàng trở về nhà, kéo Vương Gia Lệ ra và đánh mắng cho một trận. Review tập này kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ mình một like, một sub và chia sẻ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những tập review Man Hill tiếp theo. Cảm ơn mọi người.